Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh của em Hưng nha. Hiện tại em Hưng đang có mặt tại thôn Võ Cạnh, xã Vĩnh Trung, thành phố biển Nha Trang. Đây là đường 23 tháng 10 của mình nha quý vị. Đây, mình sẽ quẹo vô đây. Cái lô đất này á là ngang 6m, ngang hơn 6m á, diện tích là 77,6m2. Đây là cái con đường của mình, thì con đường này là ô tô mình có thể mình chạy vào thoải mái. Đây nè, bên trong những cái căn nhà đây là đang có ô tô nè, người ta chạy vào đây. Phía dưới ô tô dưới đây là đường cục nha quý vị. Hiện tại em Hưng đang có lô đất ở đây. Lô đất này là với diện tích là 77m2, giá là 1,150 tỷ. Ngang là 6m. Đó, hiện tại khu đây là hồi đó là khu phân lô. Thì thật sự đất thì không có gì em Hưng quay đâu. Em Hưng sẽ lồng vô trong cái bản đồ Google để cho quý vị biết cái vị trí ở đây. Thì ở đây mình đi ra tới ngay chỗ mà đường 23 tháng 10 thì tầm khoảng là 200m. Đó, đường ô tô mình chạy thoải mái. Đó, nhà ở đây hiện tại bây giờ với luật đất đai đang sửa đổi nha quý vị. Những cái căn nhà mà đường mà dưới 13m thì nếu như mà mình muốn cấp giấy phép xây dựng thì bắt buộc phải thối lui vào 3m. Thì nếu như diện tích cái căn kia mà thối lui vào 3 mét thì mình chỉ còn 50 mấy mét là để mình xây nhà đó. Thì ở đây cứ đường mà dưới 13 mét là đều thụt lùi vô hết nha quý vị. Nếu như mà quý vị quan tâm lô đất để mà mình xây một cái căn nhà thì đó em Hưng có cái lô đất ở phía dưới. Thì với cái lô đất này thì đặc biệt cái khu vực ở đây nó không ngập lụt. Mình đi xuống tầm khoảng 1 km nữa là gần ở dưới phía dưới kia, xét ở dưới Vĩnh Thạnh á, thì lúc đó là cái khu vực ở dưới là mới ngập lụt, còn ở đây là nó không có ngập lụt. Đây, ở phía sau của mình là đường Võ Nguyên Giáp, ở núi Chính Khúc nè. Ở đây thì đường không có thông nha quý vị, đường không thông. Đó, những căn nhà xung quanh ở đây buổi chiều ở đây rất là mát. Hướng này hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam thì bên dãy bên này thì rất là nắng nha quý vị. Giống như căn nhà này nè, mình đang nằm dãy bên này. Ở đây toàn là nhà có ô tô vẫn chạy vào. Thật ra cái khu vực ở đây thứ nhất là em Hưng thích là không ngập lụt nè. Không ngập lụt mà đặc biệt ở đây xung quanh rất là thoáng vì không có các nhà cao tầng. Nên là mình cất nhà nó vẫn là thông thoáng và mát. Nếu như quý vị mà với dòng tài chính mà tìm cho mình một cái lô đất xã tại thành phố biển Nha Trang để mà mình xây dựng nhà mình ở thì đây cũng là một cái sự lựa chọn. Thì cái căn nhà này, cái lô đất này là ngang 6m, ngang hơn 6m á, diện tích là 77,6m2, thì mình thối lui vào 3m, 3 x 18 nữa cho 19m, là mình còn tầm khoảng là 40 mấy mét nè quý vị, 40 mấy mét để mình xây căn nhà. Giống như căn nhà ở đây mình có thể mình lên một trệt một lầu và được cấp giấy phép xây dựng thì được hoàn công, thì nó sẽ lợi thế hơn nha quý vị. Đó, nên là nếu như mà quý vị có quan tâm cái lô đất này thì hãy liên hệ cho em Hưng, và em Hưng cũng nhận ký gửi nhà và đất tại thành phố biển Nha Trang. Nếu như quý vị có muốn gửi em Hưng bán thì em Hưng sẽ lấy thông tin đó theo số điện thoại em Hưng để ở trên đó, nên là quý vị có quan tâm thì hãy liên hệ cho em Hưng nha. Lô đất 77,6m2, ngang hơn 6m, với giá là 1,150 tỷ tại thôn Võ Cạnh, xã Vĩnh Trung, thành phố biển Nha Trang. Và cách biển của mình ở đây, cách biển thì tầm khoảng là chưa tới 10 km. Cách đường 23 tháng 10 là tầm khoảng 200m nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video.